Mì Trộn Bắc Kim Thang hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Mấy bà biết tiếp theo là mấy ông làm gì không? Anh ấy dán cái mền lên, bước hai chân xuống giường nhẹ nhẹ, bước từng bước vào nhà vệ sinh. Cái tiếng đóng cửa cái rớp. Rồi mấy bà biết tôi nghe cái tiếng gì tiếp theo không? Bà làm tôi tò mò quá, bà kể đi bà. Một cái tiếng bẹt. Trời đất ơi. Nhưng mà đó là anh ấy đang lấy cái tiếp đánh răng bỏ vào cái bàn chải để vệ sinh cá nhân á. Rồi sau đó tôi lại nghe thêm một cái tiếng bẹt nữa. Trời ơi không? Anh ấy lại lấy tiếp đánh răng đó và để vào cái bàn chải của tôi. À. Nó. Xong rồi tôi lại nghe cái tiếng sột soạt của nước chảy. Rồi tiếng mở cửa. Thôi. Tới đây được rồi. Nhức cái đầu quá. Tất cả dừng lại đi. Chồng bà mơ đếm. Chồng bà số 2 hay là không ai số 1 luôn. Chứ sao nữa mấy bà coi đi. Chồng tôi như vậy á, làm gì mà có thời gian để có một người phụ nữ khác bên ngoài. Nè ha. Tôi á, ải thứ nhất rồi. Ải thứ hai nè, tôi sẽ hóa trang cho con Thủy thành một cô thỏ đáng yêu, để coi chồng bà có chịu nổi không. Ha ha, 30 cho phải là Tết ha. Để tôi chờ coi mấy bà làm gì được chồng của tôi. Để rồi xem nha. Em mới cho bé Trúc nghỉ á. Ủa? Sao cho anh Trúc nghỉ? Trời ơi, con Trúc bữa giờ em biết em đi nó ở nhà chăm sóc anh, lo cho anh từng miếng ăn giấc ngủ. Trời ơi, nó làm việc tốt quá trời, sao cho nó nghỉ vậy? Em thu xếp được chuyện đi làm ở bên công ty rồi, nên là em có dự định là sinh con trong năm nay. Em sinh rồi em cho nó nghỉ thì sao? Em sinh ra thì con Trúc nó phụ, nó đỡ đần cho em cũng đỡ vất vả, đúng không? Không, nhưng mà em muốn chính tay em lo cho chồng, cho con em. Em không muốn có người phụ nữ khác nào trong nhà này hết trơn. Tại công việc em cũng rất là nhiều rồi. Tại giờ em bỏ đi, không ai phụ việc nhà cho em. Em lại gánh thêm cái gì có nặng nữa. Anh muốn em lúc nào cũng được thoải mái. Em chỉ về tới nơi là chủ yếu là vui vẻ với anh thôi, chứ đâu có cần phải vô bếp làm gì. Anh không muốn vậy, em hiểu không? Thôi mai em kêu mấy chút quay lại làm đi. Sao bữa nay anh cái gì cũng chút hết trơn vậy? Ủa em đi mấy ngày anh quên luôn em luôn rồi hả? Không phải, có nghĩa anh lo lắng cho em, anh sợ là nó đi làm mệt rồi á, mà làm thêm gánh theo việc vô gia đình vô nhà đó, nó mệt cho em, cực cho em, anh thương em á, em hiểu không? Em không có mệt đâu, bộ anh giận em đúng không? Có giận gì đâu trời, anh rất là bình thường với em luôn á. Đừng có giận em mà. Hả? Hôm nay em buồn cho một tuần em đi á. Anh thôi được rồi, bữa nay anh mới đây công ty cũng nhiều việc quá. Nhưng mà em muốn hôm nay à. Anh nói hôm nay anh rất là mệt, anh không thể nào mà anh không có hứng thú gì á, nên là thôi để anh ngủ đi. Em không có mệt, em muốn hôm nay à. Đi mà anh. Thôi anh đã nói là mệt rồi mà. Nhưng mà em muốn hôm nay à, đi. Thôi anh nói là mệt quá rồi mà, cho anh nghỉ bữa nay đi. Công việc anh đâm đê đê rồi, mọi thứ tiền bạc cũng nhức cái đầu lắm, em hiểu không? Để ngủ đi. Sao? Anh khi nào anh định ly dị với anh Định vậy? Lo tranh thủ xử lý cái vụ Định đi nha, em có đợi lâu được đâu á. Biết rồi, em biết rồi mà. Thương lắm nha. Mày làm gì vậy? Định. Ê. Làm gì vậy Định? Hả? Sao dám đụng vô vợ của anh hả? Anh nói gì vậy? Tôi mới là vợ của anh Mạnh. Vợ anh à? Đó là quá khứ thôi em. Còn hiện tại là Trúc, chứ phải là em. Hiểu không? Trúc, mày là bạn thân của Đình mà. Sao mày lại giật chồng của Đình? Bạn thân thì sao hả? Bạn thân thì sao? Tại cô thôi. Cô mang Trúc tới cho tôi. Cô mang một làn gió mới tới cho tôi. Trúc rất tuyệt vời. Trông như cô, khô khan. Nhưng mà tôi làm gì sai với anh Mạnh lại đối xử với tôi vậy hả anh Mạnh? Quá sai, nhiều cái thứ sai. Cái sai nhất là em đã đem Trúc tới cho anh. Anh Mạnh, chị
anh? Sao anh đứng đây vậy? Anh đứng chờ em. Anh chờ em làm gì? Em còn nhiều việc lắm, để em xuống với em nè. Ủa? Em muốn lắm mà. Em thích tấn công, thích vờn anh lắm mà. Em làm đi. Anh bảo anh hiểu làm rồi đó. Em đâu có muốn cái gì đâu. Sao vậy? Em làm tất cả những gì mà mấy hôm nay em làm anh đi. Em vờn anh đi. Không, anh Mạnh, anh Mạnh. Dạ. Em không có ý gì hết trơn á. Anh đừng có hiểu lầm. Để em đi xuống anh làm việc nhà anh Mạnh. Em tiếp tục diễn đi. Đang giấu anh điều gì? Nói. Em đâu có giấu anh gì đâu. Em đang muốn cái gì? Đâu có, em đâu có muốn gì đâu. Anh đừng có... Coi đi. Mà làm sao mà coi chừng á, bà với anh Thủy á, thua tôi cặp vé đó nha. Bà nằm mơ đi bà chóng mắt bà lên mà coi nè. Tôi ra tay, thế nào anh muốn chết cho tôi. Anh Mạnh ơi, em... Diễn đi, em diễn tốt lắm mà, hả? Diễn đi. Anh Mạnh, nghe em nói nè, em xin lỗi. Cái này... Em là bạn của Đình á. Em với Đình chỉ muốn thử lòng anh coi anh có chung tình với nó, có một lòng một dạ với nó không, chứ không có ý gì đó. Anh đừng có suy nghĩ nhiều nha. Thử xong chưa? Em... Anh không muốn thử nữa. Hả? Anh không muốn thử nữa. Ý anh là sao? Em thích anh đúng không? Đừng chối. Nhưng mà em là bạn thân của Đình. Bắt không sao cả. Vợ chồng chúng ta thích và chúng ta yêu nhau. Và tất cả tài sản đó sẽ là của em. Cũng tụi nó hết trơn á. Tụi nó xúi em á. Tụi nó ghen tị với cuộc sống của hai vợ chồng mình á. Xong cái tụi nó xúi em là bây giờ thử lòng anh như vậy á. Chính mày á. Chính mày đó chút. Mày là cái người á mà mày kêu tao làm những chuyện này nè. Rồi bây giờ mày lại giật chồng của tao. Mày là bạn thân của tao mà mày nói lúc nào mày lấy giúp chồng của tao vậy hả? Thì bây giờ vẫn làm bạn được mà. Cũng chính mày là người cho tao cái cơ hội đó. Có chồng mà không biết giữ thì bây giờ đâu có trách tao. Mày nói gì vậy? Mày là người giật chồng của tao, mày còn nói như vậy nữa hả chú? Tao không hề giật chồng của mày. Chính mày là người đem tao về cái nhà này. Thì bây giờ mày đừng có nói gì nữa đó. Tao không có lỗi. Đúng rồi. Lỗi là lỗi ở cô á. Cô không trân trọng những cái thứ tình yêu mà chúng ta đã có. Ngay lúc đầu tôi với cô có một tình yêu rất tuyệt vời đúng không? Vậy mà cô nỡ lòng nào cô dám đem nó ra làm trò đùa. Bây giờ như vậy thì tất cả hãy tự trách mình đi. Anh Mạnh ơi, em đang nghĩ mà anh đừng có bỏ em mà anh Mạnh. Dù gì là chúng ta cũng sống với nhau được mấy năm, tình cảm vợ chồng, không lẽ anh không nghĩ tới tình cảm vợ chồng hả anh Mạnh? Đừng năn nỉ nữa. Em năn nỉ anh mà anh Mạnh. Bây giờ tôi chỉ có chút thôi. Cô nên nhớ được đó. Anh Mạnh ơi, anh Mạnh ơi, anh đừng bỏ em mà anh Mạnh ơi. Hôm nay cho cô xanh mặt lại nè. Lên. Chơi thì chơi. Chị đi nha. Làm được đẹp còn vô duyên. Cho tôi mượn bờ vai đàn ông một chút luôn. Thôi định giỡn mà không giỡn nổi với bà luôn. Chút thôi nha.